vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua một dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa vào cuối tuần này vì thiếu ngân sách hoạt động. Theo quy trình, sau khi được Hạ viện phê chuẩn tối ngày 14 tháng 12, dự luật được chuyển lên Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua trước khi được trình lên Tổng thống Joe Biden ký duyệt thành luật. Thượng viện có thể bỏ phiếu ngay trong hôm nay, ngày 15 tháng 12. CNN cho biết, biện pháp tạm ứng nói trên sẽ gia hạn ngân sách hoạt động cho chính phủ Mỹ thêm một tuần nữa. Đến hạn chót mới là ngày 23 tháng 12 để các nhà đàm phán trong Quốc hội có thêm thời gian hoàn tất một thỏa thuận tài trợ cả năm cho chính phủ với các mức chi tiêu mới. Các nhà đàm phán hàng đầu của lưỡng đảng gồm Chủ tịch Ủy ban Phân bổ của Thượng viện Patrick Leahy, thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa Richard Shelby và Chủ tịch Ủy ban Phân bổ của Hạ viện Rosa DeLauro, tối ngày 13 tháng 12 tiết lộ đã đạt được đồng thuận về một khuôn khổ giúp các nhà lập pháp đi đúng hướng nhằm hoàn thành gói tài trợ ngân sách cả năm cho chính phủ. Hôm 14 tháng 12, ông Shelby cho hay tổng phân bổ ngân sách vào khoảng 1.700 tỷ USD, song các quan chức vẫn đang trong quá trình đàm phán về việc phân bổ chính xác cho các cơ quan chính phủ khác nhau. Tờ The Hill đưa tin, Đảng Cộng Hòa, góp đang có sự chia rẽ nội bộ về cách thúc đẩy tài trợ cho chính phủ. Một số chính khách muốn đóng băng mức phân bổ ngân sách hiện tại sang năm sau để cho phép Hạ viện khóa mới, dưới sự lãnh đạo của góp có tiếng nói nhiều hơn về cách tài trợ cho năm tài khóa 2023.